Theo kế hoạch, chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến và biểu quyết tại kỳ họp thứ 9 này. Và có thể nói rằng, việc đầu tư xây dựng dự án này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri cả nước và các đại biểu Quốc hội. Dư luận xã hội cũng đã có những câu hỏi về việc nên xây dựng sân bay Long Thành hay mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Tại sao không đầu tư vào đường sắt lại đầu tư vào hàng không với nguồn vốn lớn như vậy? Và liệu có gây áp lực nợ công hay không? Và có thể nói rằng đây là những ý kiến trách nhiệm của cử tri cả nước trước chủ trương đầu tư một dự án của ngành giao thông được coi là lớn nhất từ trước tới nay. Rõ ràng để góp phần xây dựng và phát triển bền vững thì mỗi quốc gia luôn đòi hỏi một tầm nhìn chiến lược lâu dài. Sân bay Tân Sơn Nhất. Vào giờ cao điểm, các ngày lễ Tết, hành khách phải chen chân đứng xếp hàng để làm thủ tục. Hiện mỗi năm, sân bay này đón khoảng 20 triệu hành khách, khiến hệ thống giao thông hiện hữu kết nối với sân bay thường xuyên quá tải cả về năng lực nhà ga và đường bay không phận. Thêm vào đó, sân bay Tân Sơn Nhất lại nằm trong khu vực đô thị có mật độ dân cư cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường do ô nhiễm tiếng ồn và khí thải. Đây là một trong những lý do mà theo các chuyên gia là cần thiết phải xây dựng sân bay Long Thành. Cái khó của Tân Nhất là cái căn cứ của các hãng hàng không. Chứ là khi về đây mà không khai thác, người ta ở lại đây rất đông, nhất là ban đêm. Chứ là không có bến đậu khai thác, chỉ có 47 bến thôi. Mà trong khi thống kê ở lại đây, vừa ở lại vừa khai thác ban đêm của các hãng là khoảng 62 tàu bay. Trong khi bến đỗ ở đây chỉ có 47. Thì là cũng là một cái khó khăn là vì không có bến đậu và cũng như là tăng cái tần suất bay lên. Các hãng bay lên thì sẽ là quá tải. Nếu chúng ta phát triển một cái sân bay lớn ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì tôi nghĩ rằng mọi ngã đường về sân bay Tân Sơn Nhất đều bị tắc cứng hết, không thể nào đảm bảo cái lưu thông ra vào một cái sân bay trung chuyển lớn như thế được. Nếu như chúng ta không nói là chúng ta sẽ mở rộng và xây nhiều cái đại lộ trong nội thành để kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất thì điều đó là cái điều nó hoàn toàn phi thực tế. Có thể thấy chủ trương xây dựng sân bay Long Thành là đúng và cần thiết, nhưng vấn đề được đặc biệt quan tâm là tổng mức đầu tư được khai toán như thế nào, cơ cấu nguồn vốn ra sao và liệu có ảnh hưởng đến vấn đề nợ công. Theo báo cáo tiền khả thi, thì trong tổng mức đầu tư 15,8 tỷ đô la Mỹ của dự án, ngân sách nhà nước chiếm 11,1% phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng. Vốn ODA chiếm 26,5% tập trung vào khu bay, đường hạ cất cánh, đường lăn sân đỗ, còn lại 62,4% huy động nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng các hạng mục thương mại. Thì nếu mà sử dụng vốn ODA thì coi như là tổng công ty cảng vay lại cái ODA của chính phủ và sẽ trả dần trong cái khi mà quá trình khai thác sử dụng. Cho nên là chính phủ không phải là cấp thẳng cái vốn ODA cho sân bay mà tổng công ty cảng là vay lại vốn ODA đó. Thì như vậy cũng là cái cơ sở để chúng ta là có cái trả nợ nó phù hợp với cái quá trình nợ công. Cũng để giảm áp lực nợ công, giảm mức đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải đã cắt giảm các hạng mục giải phóng mặt bằng, đường cất hạ cánh, nên tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ 18 tỷ đô la Mỹ xuống còn 15,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,9 tỷ đô la Mỹ so với dự toán ban đầu. Và theo đánh giá thì vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và công tác an toàn dự án. Chúng ta đang còn có cảng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang khai thác với cái cũng không phải là xa lắm và cái đường nối thì cũng là thuận tiện. Do vậy cảng không quốc hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hoàn toàn có khả năng là cái đường băng thứ hai để dự bị cho cái hoạt động của cảng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là chính thế. Và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề an toàn cũng như là cái vấn đề mà có những cái sự cố khẩn nguy sân bay mà ảnh hưởng đến cái hoạt động khai thác chung của các hãng không. Cắt giảm đầu tư, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn hợp lý, báo cáo tiền khả thi dự án cũng đã được đề cập đến các phương án giải phóng mặt bằng 2.700 hectare và chính sách hỗ trợ bồi thường cho gần 2.300 hộ bị ảnh hưởng. Hiện Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch các khu tái định cư, đồng thời xây dựng phương án giải quyết công ăn việc làm, phục hồi thu nhập cho người dân thuộc vùng dự án. Cái chính sách hỗ trợ người dân thì chúng tôi có những cái chính sách như là hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 1,5 lần cái giá đất nông nghiệp tính với tổng cái diện tích thu hồi của người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề chẳng hạn như là hỗ trợ học phí, hỗ trợ cái kinh phí ăn ở đi lại để người dân học nghề trong cái thời gian mà được đào tạo nghề. Nếu được thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này, dự án sân bay Long Thành phải triển khai qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ giúp sân bay đạt công suất 25 triệu khách một năm và cũng chỉ mới giải quyết được bài toán tắc nghẽn của sân bay Tân Sơn Nhất.
giai đoạn 2-3 sẽ xây dựng thành một cảng hàng không lớn trong khu vực Đông Nam Á.